Xin mến chào quý vị các bạn, cô chú anh chị quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em đi đến cái quán ở dưới xa để mua cho anh khách một cái con súc trầm. Nhưng mà tìm thì vẫn chưa thấy con đấy. Trước em quay nhưng mà những người mua mất rồi. Tiện em thấy mấy con khác rồi thì em quay cho các bác cùng tham khảo. Trước mặt em đây là một con súc trầm Tannoi TS8, có giá là 2,7 500, khoảng tầm 5,7 triệu đấy. Con này là cái chất liệu nhựa nó dính bụi, nó dính này, sờ tay vào bạn thấy dính. Tannoi TS8 nha bác, dưới chất liệu nó rất là dính bụi bẩn thứ, nên là con này dùng nó không được thẩm mỹ lắm. Này sờ vào con thấy được vết vân tay luôn. Thì giá mới của nó 6,5 con, tương đương khoảng tầm 13 triệu mấy lúc bây giờ. Còn giá cũ bây giờ khoảng tầm 5,5 triệu, 5,6-7 triệu đấy, cả thuế. Ngày đời 2004-2038. Con này phụ kiện thì có, vẫn còn dây sử dụng luôn. Có dây điện, dây nguồn, dây AC adapter. Có vết xước và vết bẩn, con này có nhận là bẩn thật. Con này bát 20 bạn. Sau ra xem cho bác xem. Đấy, nó rất là bẩn vì cái chất liệu nhựa này. Tannoi TS8 nha bác. Con này là made in United Kingdom, England này. Thì Tiak cự của công ty Tiak phân phối sản xuất. Tannoi TS8 súp. Đấy, nút bấm, nút núm các thứ vẫn còn đẹp. Mỗi cái là cái chất liệu nhựa nó. Đây nó ghi là 50-60Hz, 230W nha bác. Đấy, em quay lại cho người ta lại. Chân nó nhọn nên là quay không nhắc nổi lên, nó xước cái giá và nó kêu, nên là hơi bất tiện chút, phải nhắc nó lên. Trên em là một con Yamaha, cái này khá là ấm hố, đẹp. Yamaha IST SW325, nó 8/8, tương đương khoảng tầm 1,7 triệu gì đấy thôi, 1,8 triệu này thôi. 3 tháng, thất 2005, con này nặng lắm, 89 cân. Con này vẫn còn sát dây dẫn sử dụng nhưng không còn dây nguồn, dây nguồn hay là dây nguồn dính luôn hay sao. Đây mặt bên này cho bác xem. Đấy, rất là đẹp chứ. Trên cao đây không quay được, phía sau cho bác xem. Đây này là con Onkyo SWA-V500. Con này thì rẻ thôi, tầm 900 nghìn, hơn 900 nghìn. Ồ, nó cũng nặng lắm, Onkyo nặng thật, 90 cân đấy, 16. Vậy sản xuất từ 2012, vào anh 3 tháng, chỉ còn mỗi cái này thôi. Công suất tối đa 70W. Đây vâng. Phía giữa này có mấy con em quay cho mắt coi luôn. Đây một con Onkyo khác này, cũng SL250. Giống như con của anh Kiên, anh khách có em hỏi nhưng mà khác cái loại là con vát bên này, trong phải vát bên trên. Vát nó hơi ngược so với con kia. Màu đen, con này màu đỏ, cũng giá bằng vậy, 2,7/7. Và đây à, có hai cái con này 2006, chứ còn này xác nhận sử dụng nó không còn dây nguồn, 2,3 tháng. Và đây sử dụng đi kèm này. Cái đôi loa này, để trên này là của con Yamaha bên cạnh đây, Yamaha MS40DR. Đấy, cũng bảo hành 3 tháng, không còn thông tin gì cả. Con là con bộ loa 2.1. Đấy. Giữa là một con Onkyo SKW205, 8/8, khá là hầm hộ, to cao. Đấy. Mà mấy con này cháy hết rồi, không phải được. Thunder SDV555, con này rẻ đấy nhỉ, 3/3, tầm 700 mấy.
công suất tối đa 60W, điện trở là 4 ôm, dàn 3.1. Bên này là một con lò bầu 501Z, giá là 2 man, tầm 4 triệu. À, có 4 lò con trên, 2 cặp. Con này thì là cái loa, cái căng bằng sắt các bạn, trong kim loại chứ không phải là bằng vải như là cái con bên này. Đây, này nó không một, cũng nó không một Seriva này, bằng cái căng bằng sắt nhưng mà có bọc vải bên ngoài. Con này thì có sắt không thôi. Con này thì bọn AM5 Seriva, nhưng mà con này nó xấu thế nhỉ, xấu thật. Nó là cái kiểu vắt vát như vậy, chỗ này tối đen khó nhìn. Ba con màu đen ở gần nhau thì nhau này, điện nó lóa đấy bác. Vậy 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 bác điện nhìn con này xấu thật. Cái này nữa, sau đây là một con trầm cỏ Yamaha IST FK015, con này là 2003, công suất 70W và 5 ohm, điện trở bát 16 cm, rất là đầy đủ thông tin. Có cái cục này nữa thôi, không có dây chạc gì nữa đâu. Đấy, thì bảo hành 3 tháng. Trên này là một con Pioneer SHS100, giá tầm 3,2 triệu đấy, đời 2010. Cái đây có đèn bóng, đèn báo điện. Con này là một âm ly, một cái super 5.1, công suất tối đa 150W. Có dây nguồn, dây AC, dây thuyết minh và phụ kiện đi kèm, giá tầm 3,2 triệu đó. Đây, rất là đẹp. Hơi lóa đèn nên là cái góc quay nó không được sáng lắm. Đấy, nó chỉ có một cái trầm không thôi, không có mấy cái 4.1 kia nữa, 4 cái lo con đi cùng. Hay là ở dưới này, ở đây rồi. Đây rồi, 4 cái lo con nó để ở dưới này bác. Đây đây, 4 lo con S11 HS100, công suất tối đa 150W, 6 ohm. S11 à, S11. Sao là hai đây HS100 ở chỗ này S11 nhỉ? Đây có 4 con, ở trên này có súp thì chắc là đi cùng nó thôi, chứ ở đây chả có thằng nào của Pioneer đây cả. Này có mấy con của loa TV Sony các thứ. Đó súp gì đây mà to to này, quay luôn cho bác coi. Súp không thấy tên tuổi gì, không thấy dán chứ gì. Súp to thật. Đấy là nhiều loa TV chỗ này, nhiều loa TV thật. Maxell. Đây có một con Maxell. Loa này thì cũng là loa TV, sản xuất đời 2012. Đây Maxell, giá khoảng tầm 3,2 triệu, 3,3 triệu 5 đồng đấy. Đây hai kênh, chất lực 40W. Có đầy đủ hết thông tin, có dây cổng kết nối luôn. Ở dưới này là có mấy con Onkyo Boston như thứ. Đây có một cái loa gì đây, loa gì mà nhìn khủng bố nhỉ. Quả trời. Úi dồi ôi, con này có tịnh bằng tạng, bằng gan sao. Đây Selection System 6000. Con này giá là 10-11 man, khoảng tầm 22 triệu hay 3 triệu gì đấy. Xuất lực 200W và điện trở 8 ohm, bát 30. Đây này, mình rất là ghê gớm, hâm hố nặng lắm. Một cái này chắc phải tên 50 cân quá, nhắc không nổi một lít tí nào luôn đó ạ. Thật sự
Ở bên này thì hết mất cái loa rồi, hết mấy cái loa tivi rồi, dây VC các thứ, Sony các thứ, đắt. Con này thì cái rẻ này, Peter Jack ZPS1G là 3 trên 3 tầm 700 hơn. Đấy. Không có dây nguồn, không có dây kết nối, chỉ có loa trần thôi. À đây, đây người ta có ghi có dây điện, nhưng mà chắc là khi mà mình mua thì người ta sẽ lấy đưa cho mình thôi. Đây. Và chỗ này là mấy con máy tính, à mấy con máy in, máy chiếu thôi, em không quay nữa. Để mấy con vào em quay cho bác xem tham khảo. Em chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bác theo dõi video của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.